Nha rúi và tầm gian. Nhà nha rúi và tầm gian cùng ở chung một quả đồi. Tuy là người dân nước lã, nhưng cha mẹ nha rúi và tầm gian thân nhau như anh em ruột thịt. Bấy giờ đường lên trời còn dễ đi, trâu còn to con, hạt thóc lớn như hạt bắp. Mặt đất thưa người ở nên cha mẹ nha rúi tầm gian vỡ được rất nhiều ruộng. Cả hai nhà đều no cơm, lành áo. Bỗng nhiên cha mẹ nha rúi tầm gian cùng nhóm bệnh một lúc, rồi cùng chết một ngày. Thấy nha rúi tầm gian còn nhỏ, bọn chủ làng tranh cướp hết đất đai, nhà cửa của hai em. Tầm gian phải đi ở đợ kiếm cơm, nha rúi thì được hàng xóm nuôi mỗi người một bữa. Tầm gian ở nhà chủ làng đã được 10 năm. Ngày phơi gió đông, đêm hong gió bãi, da tầm gian đỏ như mực, sức vật ngã trâu tơ. Nha rúi cũng đã lớn, tuy làm lụng vất vả, chân tay lắm bùn, nhưng người nàng vẫn trắng đẹp. Tóc dài chấm gót, môi đỏ như son. Bà con trong làng vẫn trầm trồ khen nàng: nó như cái ngà voi lắm bùn, rửa sạch nó đẹp hơn vàng hơn ngọc. Nhà rúi được nhiều chàng trai con nhà thừa ăn dư mặt hỏi làm vợ, nhưng nàng chẳng thuận lấy ai, mà chỉ thích làm thân với tầm gian. Rồi trong một đêm trăng sáng, giữa mùa lúa trổ, nhà rúi và tầm gian trao cho nhau mỗi người một nắm tóc, hẹn lấy nhau làm vợ chồng. Trước khi về ở chung nhà, hai người cùng lo cơm lo áo. Về sau, tầm gian bán hết thóc, lấy tiền lên trời mua một đôi trâu. Nhà rúi ở nhà vỡ đất hoang, chờ tầm gian mua trâu về cày bừa. Chẳng may tầm gian vừa lên đến trời thì trời nổi bão, gió thổi rất mạnh, nước trút xuống rất lớn. Nhà nào chắc thì đổ vách sụp nền, các nhà yếu thì bị nước cuốn đi. Chiếc thang lên trời cũng bị nước xô ngã, vì vậy tầm gian không về được. Không có trâu, không có người cày, nhà rúi phải bỏ mảnh đất vào ở đợ nhà giàu kiếm ăn. Nhà chủ nhà rúi có 10 cô gái, cô nào cũng làm đỏm, tham lam mà lại lười. Chỉ có việc nấu cơm rửa bát mà nạnh nhau, cãi vã suốt ngày. Từ hôm nhà rúi vào ở, việc gì các cô kia cũng đùng cho nàng, lại còn tranh nhau bắt nàng thêu khăn, búi tóc, nhuộm móng tay. Nhà rúi không thể làm hết bằng ấy việc, được lòng người này thì mất lòng người kia. Những cô không sai được nhà rúi quay ra đánh mắng, chửi bới nàng. Nhà rúi không ở được với lũ con nhà giàu hỗn xược. Nàng trở lại mảnh đất cũ, mang theo nửa thúng cám, một con dao, một quả trứng gà và một nắm hạt bông. Nhà rúi cắt cỏ làm một cái lều để ở. Buổi sáng đi cắt cỏ, buổi chiều đi hái rau rừng ăn thay cơm. Còn quả trứng gà và nửa thúng cám thì để dành phòng khi nắng mưa đầu ốm. Phát được mảnh đất, nhà rúi đem nắm hạt bông ra trĩa. Chẳng hiểu sao, trĩa bằng ấy hạt bông mà chỉ lên có mỗi một cây. Nhà rúi sợ cây bông chết, mất giống, nên mỗi ngày tưới cho nó 3 lần, 6 bầu nước. Lúc nhỏ tuy mồ côi, nhưng nhà rúi còn được ở trong làng, được nghe tiếng nói tiếng cười của những người hàng xóm láng giềng. Này xung quanh nàng chỉ có tiếng chim hót, dế kêu, nên càng mong ngóng tầm gian. Một đêm trăng sáng, nhà rúi nhìn lên trời, thấy tầm gian vác cuốc đi tháo nương ruộng. Nhà rúi vừa rẫy vừa gọi mà tầm gian không nghe tiếng. Nàng vụt chạy lên đỉnh núi cao, đứng gọi với theo. Tầm gian cũng không hay biết gì. Nàng buồn bã trở về, thấy quả trứng gà vùi trong thúng cám, đã nở ra một con gà trắng. Cây bông cũng đã ra mấy quả đầu mùa. Nhà rúi coi những vật đó như bầu bạn. Đêm sau trăng vẫn sáng, nhà rúi lại thấy tầm gian vác cày, dắt trâu ra đồng. Nàng liền hái mấy quả bông vừa nở đem kéo chỉ chia làm đôi, một nửa để nguyên làm màu trắng, một nửa cắn móng tay lấy máu nhuộm làm màu hồng, và cắt một nắm tóc làm chỉ màu đen. Nhà rúi đem 3 thứ chỉ đó dệt thành một chiếc túi 3 ngăn và nhìn lên trời trong dáng tầm gian thêu thành một bức hình. Thêu đến 3 tháng 9 ngày thì xong. Bức hình giống tầm gian như đứng gần nhìn người thật. Nhà rúi nhìn bức hình và than: thêu được hình nhưng lên trời không được, biết làm sao mà gửi lên. Bỗng con gà con nói như người: có việc gì mẹ cứ bảo con đi được. Nhà rúi chưa hết mừng vì con gà biết nói, thì cái bông cũng bỗng vuốt lên cao. Nàng nhìn chưa mỏi mắt, ngọn bông đã chạm mặt trăng, gốc to bằng cây cục đình. Nhà rúi mừng quá hỏi con gà: gà ơi, gà có dám xa mẹ không? Mẹ không ăn con từ lúc con còn trong trứng. Mẹ lại nuôi con lớn, đủ cánh, đủ lông, còn đủ sức bay qua núi, qua biển. Xa tới đâu, con cũng đi được.
Nhà rúi tập cho con gà nhảy từng bậc một trên các cành bông, tập đến lúc chân con gà to bằng cán dao. Nàng cho bức hình thêu vào cái túi, ngăn bên trong đựng 3 miếng trầu, còn ngăn thứ 3 thì chứa cám heo. Đêm sau trăng vẫn sáng, nhà rúi lại thấy Tầm Giang đi cày. Nàng gọi con gà chỉ bóng Tầm Giang và bảo: "Cha con đang cày kìa, con mang cái túi này đưa cho cha. Đường xa lắm đấy, đi 10 ngày mới ăn một hạt cám thì mới đủ. Con bảo cha 3 hôm nữa mẹ lên." Con gà đeo túi vào cổ, nhảy dần lên theo các cành cây bông. Nhà rúi đứng nhìn theo cho đến khi bóng con gà bé bằng con mọt. Bao hôm sau, nàng cũng theo các cành bông lên trời. Ở trên trời cũng có người giàu người nghèo. Bao nhiêu ruộng tốt trâu béo trong vùng đều là tài sản riêng của tên chủ làng. Tầm Giang đến nhà này hỏi mua trâu đúng vào lúc bão làm đổ chiếc cầu. Tên nhà giàu biết Tầm Giang không còn đường về, liền cậy thế bắt chàng ở cày ruộng. Nhà tên này nhiều của mà hiếm con. Nó chỉ có một cô con gái vừa xấu xí vừa dở người, mà ngày nào cũng ra bờ sông ngồi ngắm bóng. Từ hôm Tầm Giang ở đây, cô nàng càng làm đỏm, suốt ngày lo nhuộm móng tay, búi tóc, sửa khăn, làm duyên. Nhưng Tầm Giang không thèm để ý đến cô nàng một chút nào cả. Một hôm, cô mang cơm ra đồng cho Tầm Giang, rồi hỏi: "Tầm Giang ơi, chẳng lẽ mày chẳng biết cha tao nhiều ruộng, nhiều trâu nhất làng? Chẳng lẽ mày không biết cha tao chỉ có một người con gái? Chẳng lẽ mày chẳng biết tao chưa có chồng mà?" "Tao biết hết, nhưng mày lười lắm, mày không làm được việc gì cả. Ruộng trâu nhiều đều có thể hết, người siêng làm sẽ có mọi thứ." "Ruộng nhà tao nhiều nhất làng, còn lo gì nữa?" "Tao nói thế thôi, chứ tao có vợ rồi. Vợ tao đang chờ tao dưới Trần gian." "Tầm Giang, thế mày không biết cầu đi xuống trần đổ rồi à?" "Cầu đổ thì tao sẽ đắp, tao sẽ đổ rơm xuống, cho gốc rơm chạm đất, ngọn rơm chạm trời. Nếu không, tao sẽ buộc dây vào cốc đa tụt xuống." "Mày làm được thế á, thì tóc mày bạc mất." "Tao chịu để tóc bạc, chứ không để lọc tao bạc. Đây, tóc của vợ tao đây." Tầm Giang nắm lấy tóc của nhà rúi, đưa cho cô gái xem. Cô ta bực mình, mang thúng cơm trở về. Tầm Giang thả trâu, dựa vào gốc cây nghỉ mát. Anh vừa ngã lưng xuống đất gối đầu vào rễ đa, thì con gà trắng mang chiếc túi đi đến. Tầm Giang ngồi dậy. "Làng này không có gà trắng, con gà này ở đâu đến?" Con gà đứng nhận dạng Tầm Giang cho rõ. Tầm Giang bảo: "Nếu có quen thì vào đây, việc gì phải đứng nhìn." "Con ở dưới đất lên, cha khỏe không?" "Làm sao Tầm Giang này là cha gà được?" "Mẹ đã chỉ cha cho con trông thấy, mẹ bảo con lên đây thăm cha, 3 hôm nữa mẹ lên." "Thế mẹ gà là ai?" "Mẹ chưa nói tên, nhưng tên mẹ ở trong cái túi này, tên cha cũng có trong cái túi này." Tầm Giang mở cái túi, thấy hình mình và nhận ra trầu của nhà rúi tim. Anh bảo gà: "Phải rồi, trước đây ta có ước với người này, lâu lắm ta mới được thấy trầu của người ấy tên." Nhà rúi trèo tới 3 ngày 3 đêm mới lên đến được ngọn cây bông. Mệt mỏi quá, nàng ngã khuỵu xuống đất nhà trời. Lúc tỉnh dậy, thấy lạ xóm, lạ nhà, lạ cả đường đi. Nàng liền trèo lên ngọn cây sung bên bờ sông, ngồi chờ Tầm Giang và con gà ra đón. Cây sung rậm lá, nhà rúi ngồi khoác bóng bên trong. Tầm Giang tìm mãi không gặp nàng, lại gặp con gái tên nhà giàu mang một cái bầu và một cái vò ra sông lấy nước. Nó đến đúng chỗ cây sung nhà rúi đang ngồi. Thấy bóng nhà rúi in xuống nước, nó tưởng mình hôm nay đã đẹp, vội vàng chạy đến khoe với Tầm Giang. "Tầm Giang ơi, hôm nay tao đẹp rồi, tao không nói dối đâu. Tao vừa nhìn thấy bóng tao dưới nước, mày thử nhìn lại tao xem, có phải là tao đẹp hơn trước không?" Tầm Giang không trả lời. Anh hỏi con gà: "Mẹ bảo thế nào?" "Mẹ bảo lên sao, 3 hôm sẽ tới." "Mẹ đi đã đến 3 hôm chưa?" "Hôm nay nữa là đủ 3 hôm." Nghe tiếng nói, nhưng vì xa nhau lâu ngày, nhà rúi không nhớ giọng của Tầm Giang. Nhưng nàng nhận ra tiếng con gà, liền tuột xuống gốc cây sung gọi Tầm Giang đến đón. Con gái từ nhà giàu thấy nhà rúi đẹp, trong lòng ghen tị lắm. Nó đứng nhìn một lúc rồi vứt bầu, vứt vò, chạy về bảo cha nó: "Cha ơi, thằng Tầm Giang bỏ trâu, bỏ cày theo gái lằng lạ. Nó mê gái lằng lạ, bỏ trễ việc nhà mình rồi." Nghe con nói vậy, tên nhà giàu sợ Tầm Giang đi, mất người làm, liền dẫn chó vác gậy ra đi tìm. Nhà rúi đưa Tầm Giang đến chỗ cây bông để trèo về dưới đất. Nhưng cây bông đã biến mất từ lúc nào rồi. Con gà trắng cũng đi lạc, tìm mãi không thấy.
Tầm Giang phải cõng Nha Rúi chạy dọc theo bờ sông, chạy 3 ngày mới gặp một làng. Làng này không có người giàu. Nha Rúi Tầm Giang vào ở nhờ trong một ngôi nhà lợp cỏ. Vợ chồng anh phát rẫy, trỉa bắp, trỉa lúa để sinh sống. Chỗ này dễ làm, thóc gạo thừa ăn. Nhưng vợ chồng Nha Rúi không vui. Chiều chiều, thấy khói bếp ở các làng dưới đất bay lên. Nha Rúi Tầm Giang đều nhớ nhà, nhớ làng cũ. Bấy giờ, Nha Rúi đã có thai. Buổi trưa nào, vợ chồng anh cũng ra gốc cây to, ngồi xe dây đan võng cho đứa con đầu lòng. Hôm Nha Rúi và Tầm Giang đang xong chiếc võng, thì con gà trắng tìm đến. Con gà thấy Nha Rúi mang thai, trong nhà gạo bắp còn nhiều mà cả hai người không vui, cho nên nó hỏi: "Con sắp có em, nhà thừa gạo ăn, sao cha mẹ không vui?" Tầm Giang bảo: "Bụng không đói, nhưng nhớ làng cũ lắm. Mẹ sắp sinh mà không về được, em mày rồi sẽ không biết mồ mả ông bà, nên ta buồn. Ta với mẹ mày cũng muốn về làng cũ nữa." Con gà hỏi: "Cha mẹ muốn về, sao không đi?" Nha Rúi bảo con gà: "Cây bông mất rồi, đi đường nào được?" "Được, được, cha mẹ có muốn về thì mang hết gạo, bắp ra cho con ăn, con sẽ đưa về." "Mẹ không thấy tiếc gạo, tiếc bắp, chỉ sợ con không đưa được." Con gà chạy sục vào nhà, mổ liền 3 ngày 3 đêm, ăn hết 7 thúng bắp, 7 thúng gạo. Bấy giờ, thân con gà đã lớn hơn trước mấy trăm lần. Hai cánh nó rộng bằng 4 mái đình, hai chân to như cái khúc gỗ vậy. Nó bảo vợ chồng Nha Rúi ngồi vào chiếc võng, quàng hai đầu võng vào chân, rồi dang đôi cánh rộng từ từ bay xuống. Con gà bay được nửa đường thì Nha Rúi đẻ được một đứa con trai. Thêm một người ngồi trên võng, nhưng con gà vẫn không kêu nặng. Nghe đứa bé khóc oe oe, nó càng nghiêng cánh, liền nhanh về làng cũ. Khi sắp chạm ngọn tre, con gà bay xung quanh làng mấy vòng. Người trong làng đều chạy ra đứng xem. Tên nhà giàu cướp đất của Nha Rúi Tầm Giang cũng ra ngẩng cổ nhìn lên. Trông thấy vợ chồng Nha Rúi ngồi trên cái võng kỳ lạ, nó tưởng anh chị có phép thuật gì, sợ bị hỏi tội cướp đất nên kéo cả gia đình chạy trốn vào rừng sâu. Con gà đổ xuống Quả Gò, nơi cha mẹ Tầm Giang, Nha Rúi khai phá khi trước. Hai người lại được ở trong ngôi nhà cũ của mình, gần mồ mả cha mẹ, có ruộng đất cày cấy mà chẳng còn sợ ai cướp giật. Vợ chồng anh muốn đền ơn con gà, liền vào làng vay thóc, vay gạo cho nó ăn. Nhưng con gà đã vỗ cánh bay miết về phía mặt trời lặn, và từ đó về sau, không thấy nó trở lại nữa.